chú này là chú Bẩn. Đúng rồi. Chú Bẩn là mới đi kiếm hũ chảo hôm qua, chú nói là đi kiếm. Nãy giờ nó vòng vòng cái ngoài này hỏi ngoài này, nó không phải khu dân cư, phải hỏi bảo vệ. Dạ. Dạ dạ chú vô ghế ngồi luôn chú. Dạ cho anh chị vô ghế ngồi luôn. Đây ông bà cô bác ơi, chú cũng có đem ngũ chảo xuống đây. chú Bẩn là một bình rượu phải không chú? Một bình rượu hai phần đó. Dạ dạ. Bây giờ lấy một khúc đi về cho cái ông anh rồi, thử cái rồi. Bao nhiêu tiền rồi? Dạ dạ. Chú về chú nhớ chú uống xong cái đó cho con biết kết quả nha. Rồi rồi, có gì có chú uống hết cái khúc đó cho con biết kết quả là được rồi. Dạ. Thì hai biết coi khỏe như thế nào. Dạ dạ. Dạ chú về khỏe nha chú. Tại đông quá nên con cũng không trò chuyện nhiều với chú ra. Có gì mình nói chuyện qua Zalo cũng được. Dạ dạ, có gì nói chuyện trò chuyện qua Zalo để biết mừng hết bệnh. Trời ơi chú. Xe chú đâu? Đứng đây gọi đó, chạy vô kìa bên đây nè. Đó rồi, bao xe đi xuống luôn. Ghê luôn chú. Đây ông bà cô bác ơi, bây giờ Khánh ghi hình tiếp đây. Dạ tới liên tục à. Đây là chú Bẩn, chú ở quận Bình Chánh. Dạ. Nó nằm ở trên gần khu công nghiệp Tân Tạo á. Dạ. Thì nói chung là Mỹ cũng cỡ. Dạ. Cả tháng này. Chào chị vô trong ngồi đi chị. Để em hỏi anh thử coi chồng em uống thuốc hai cây cái được. Thôi anh chị vô ngồi đi em mấy. Bây giờ nhức cũng tê tới chân này. Dạ. Ngủ luôn được tay. Dạ. Bữa đó cũng lướt lướt coi coi sao thấy đang coi cái vụ cái ông đỡ chống tranh. Dạ. Dạ. Tại nhiều lúc điện con không được, tại con đang ghi hình hay đi quay đi phòng quá thì không có điện nói nghe điện thoại được. Lúc đầu thì con clip của phòng. Dạ. Là con không biết địa chỉ đâu nữa. Dạ. Thành ra rồi cái gặp Khánh, thấy Khánh mà hỏi qua cái cho mấy sinh viên địa chỉ. Nữa. Dạ dạ. Chứ thầu cũng không chưa biết nữa, tính điện hỏi qua địa chỉ ở đâu. Mai. Dạ, mai là hẹn lạch giờ mà sao bà con xuống trùng hợp không à. Dạ dạ. Rồi để họ đặt máy quay xuống để rót rượu cho chú uống luôn đi, xong rồi trò chuyện luôn. Nó đang mà uống thuốc mới đi bác sĩ rồi lấy thuốc cũng tròn thác nữa, một tháng thuốc uống á. Dạ. Uống không có nhầm gì á. Dạ. Này. Dạ. Rồi đó. Bây giờ trời ơi, anh vô anh lấy thuốc cho anh ngồi bán luôn rồi. Anh là ông chịu khó ngồi ấy nha, anh thấy chịu được cũng được. Anh chị đó sao ngồi bển? Chứ ngồi ở đâu sao? Ở đâu được á? Vô ngồi bên đây nè. Ngồi vô trong đây nè, để lấy ghế cho ngồi trong đi chứ ngồi bên đây sao uống nước được. Kệ được, em mới. Hình như là anh làm bên xe phải không? Đúng. Buôn bán xe hả? Không. Em chế không à. Dạ. Dạ anh em lấy một phần thuốc để cho cô Hạnh nè. Đúng không? Dạ. Một phần đầy đủ để về ngâm á. Dạng như nó mỏi như kiểu mỏi cơ. Đó. Đây nè, nguyên cái bàn chân luôn. Tự chân hôm đi chết cái ông bác sĩ ông chịu hết nổi luôn rồi. Quá đó anh chịu. Hay là chồng qua đây ngồi đi. Cái vụ này nhiều quá. Dạ tại vì bệnh nhiều lúc trước, tại vì không có điều trị thôi. Bây giờ dạ không có không có mấy năm nay hả? Dạ không có rồi, đủ hơn. Cái bịch thuốc của chị đâu kìa? Bây giờ nó là bữa nay đi theo mình đem bịch thuốc. Cái này rồi mình ý thì em hỏi kỹ anh, là anh đem theo hỏi kỹ anh là uống cái này rồi mình uống cái đó được hay không á. À thuốc bổ phải không chị? Tao quân tử ổng bị tử đâu tử không ạ. Dạ. Cả tháng này em nói đây được không? Cái này được chị ngồi đi. Cái này là cái hỗ trợ. Chứ hồi nãy em hỏi chị á là bà nói tôi bị hai đốt đây, hai đốt hôm nay cũng xương khớp mà hỗ trợ. Không, nếu mà hỗ trợ tốt mà không sao thuốc bổ mà. Uống gì? Uống cái tỷ cái ấy không á. Tỷ gì? Thôi cái này chị đừng uống cái này. Là
Đã chọc hộp nha. Trời ơi, mà uống có bớt không anh ấy? Lúc trước uống bớt rồi, cái ngưng uống ba bao tử này, giờ uống lại là mới uống có 2 hộp, 3 hộp rồi. Tiếp tỏ nó nguy hiểm hơn. Nó uống dễ, bỏ lâu quá là bị... đi khám bị viêm loét rồi nó cho đưa mấy... Ý là em sợ em hỏi em thì em hỏi anh coi coi uống được không á. Bác sĩ nữa đó, nó đi bác sĩ một bọc thuốc, nó uống của ông nhà mẹ. Thôi cái này em cất cái này đi, mấy cái vị này trong đây nó hỗ trợ ấy không à. Thôi anh cất cái này đi, đừng uống này, anh uống bên cái này, anh uống cái rượu này đi. Dạ. Thì uống cái này ngưng cái đó. Ngưng cái này đi, còn cái này bảo em không biết. Bình thường. Bao tử anh uống bình thường. Tại vì anh đang trị bên chuyên bên bao tử thì anh uống, còn mà nếu mà bao tử nhẹ thì anh khỏi uống luôn, tại trong đây là có nghệ là trị bao tử luôn rồi. Nặng viêm lét. Lét hả? Lét anh bây giờ anh đừng uống vậy đó, anh uống lấy nghệ này nè. Bột nghệ đỏ này anh uống pha với mật ong anh uống thôi. Này giờ nó có bán á. Này nó có bán. Này cỡ lít mấy. Không phải nó dò vô mật ong. Trời. Để em nói cho chị. Cái này mới nó tao vậy. Chị. Em đi cầu luôn, em sợ cái chân nhắn hôm nó đi ra một cái chết mà đi không được luôn á. Từ sáng giờ có chết thú gì không? Bị cái tay còn em á, sao mấy ngày nay em bị tê hết trơn cái đoạn tay này là bị chèn áp mạch máu nó không xuống được. Đó, nó tê á, em làm cá thì nó tê thì em đi khám thì nó chèn em. Chào chú. Chào chị. Dạ chị vô ghế ngồi luôn chị. Xương khớp này là bây giờ nó tới sắp tới hay sao thấy giờ ai cũng bị được nhiều lắm. Dạ con mời chú. Dạ rồi cảm ơn. Dạ. Trên 45 độ. Trên 45 độ á. Hôm qua có đo, hôm qua có đăng cái clip lên là có đo cái độ luôn á. Cái nồng độ nó hơi cao thôi chứ thuốc có đâu có hâu gì đâu. Không, tại vì cái này bắt buộc phải rượu cao độ mới ra chất được. Chứ mà mình lấy cái rượu mà uống bình thường á là làm cho thuốc của mình bị chua á. Cô có uống không? Người lớn tuổi là cũng nên uống. Cái tay giờ to không được rồi đó. Rồi. Nó làm như là nó chặn lạc cái lạc cái khớp. Lạc cái khớp ngay cái đó. Ngâm hai phần á là cho bà tuổi bà uống á. Cô mà để lâu á mốt mấy khớp của mình nó kiểu mà nó ấy nó sưng lên luôn á. À, thôi đừng có bỏ mình uống cái này đi nó sẽ thông mà. Rồi chị uống luôn ha. Em thì mới đây hả? Về nhà cái ủ kia khi nào mà đủ ngày vậy uống? Nghe vậy? Dạ anh. Giữ rồi, dâu rồi không có là nguyên. Em về nhà đủ ngày là em uống một ly vậy hả? Ngày một ngày uống 3 lần. Mà cái ly vậy hả? Dạ đúng rồi, 15ml hoặc là ly này, có ly này lấy ly này uống. Dạ hậu. Trời ơi, chị ngồi ở đây chị thấy. Không mới uống thì nó hơi hậu ngọt, hơi xíu cũng biết là nó có hậu. Chị bị sao? Chị đau mà sao chị không ấy? Dạ chị uống này, cái này nó giúp cho mình lưu thông máu luôn á chị. Giờ là chị lấy cho ảnh uống hả? Ừ, anh bị 3 năm nay mà chị gần đây chị đâu có biết đâu. Vô tình dạ. Chị có trên mạng chị tìm hiểu thuốc cho bé. Dạ. Tự nhiên chị biết chị đi gọi chú không. Chú bảo là em bảo ngay bấm nước cuộc sao của chị đây mà chị không biết gì. Dạ. Thế rồi chị bảo là chị nghe nhìn cái chỗ này con quen là công ty Trần Anh thì chị mò đến đây này. Dạ. Để cái gì em bóc thuốc rồi một phần thuốc đó chị về chị làm chị ngâm. Ừ anh bị 3 năm nay mà lúc trước thì còn đi làm thằng mập rồi chứ 3 năm nay là làm một chỗ là không có đi. Dạ. Vô tình là tìm hiểu cho con bé rồi mới nước rồi thấy cái... Uống này nở mạch máu mình lên sẽ làm cho mình lưu thông máu ổn định thì mình sẽ hết bị tê tay tê chân là bị nhức. Anh bị gai cuộc sống à. Dạ. Đau là nhiều khi anh nằm chỗ thì chị phải đẩy đẩy anh ra. Ồ vậy là cũng nặng lắm à. Rồi 3 năm nay thì chú không có đi làm được gì đâu. Dạ. Bây giờ là hai người bệnh ở nhà tưởng với nhau. Dạ. Vậy là mốt chị lấy cái đó uống, chị uống chung luôn đi. Tại cái đó chị tê tay tê chân rồi luôn á. Vậy là chị uống thì mốt chị thế nào á, bị thần kinh tọa là không bao giờ hết tiệt đâu. Nhưng mà thuốc này á, có thể là chị uống nó có thể là hết. Giờ bị chị làm nhiều quá chị nhức, chị uống ly là nó hết liền à. Rồi. Này bỏ về hàng giữ bỏ. Nãy giờ cái là mình gọt ra rồi ấy. Không khỏi cái vỏ. Để vỏ cứ bào ra đúng không? Bào ra phơi ha. Một nắng giùm em. Dạ.
Không có gì, chắc cô Hạnh chỉ xem mạng chưa biết rồi. Đây thì có đăng đăng lên là cái cách làm luôn, có quay cách làm rồi chảnh hết luôn á. Về cái công thức rồi cũng chia sẻ nên chảnh hết luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ đâu có giấu gì đâu. Ủa, cái chai bắp uống là một lần chung hả? Một ngày uống mấy chung? Dạ ba lần. Ngày uống ba lần, mỗi lần thì nếu mà không có cái ly này thì 15 ml. À còn không đúng chai ly đó luôn. Dạ. Này trước khi ăn uống hay là trước ăn hoặc sau ăn 30 phút đều được. Nhưng mà quan trọng là mình uống xong đừng uống nước liền nha. Cho cái cơ thể mình nó nóng lên và mạch máu mới nở ra. Rồi mấy cái vị thuốc này mới bào mòn mấy cái cục máu đông của mình. Dạ theo nhiều người nói cử cái này khỏi cử luôn, không có gì cử gì hết á. Không cần. Dạ ăn nó kích thích cho mình ăn khỏe nữa, ăn nó có sức. Giống như là mình thường mình bị nhức á, bị nhức cái mình làm biếng ăn. Tại vì hôm nay nhiều trường hợp về giống như là bị nhức quá là ngủ không được nè, chắc chắn là ngủ không được. Xong rồi mình thấy mình buồn phiền cái mình ăn làm biếng ăn. Nhưng mà mình uống cái này vô cái cơ thể mình nó nhẹ nhàng. Rồi cái mình thấy mình khỏe là tự tạo cho mình cái cảm giác mình thèm ăn à. Tại vì hôm nay hầu như là tính ra con quay cái này tính là 1400 clip rồi. Là hầu như người nào cũng giống như là nói lại như vậy hết á. Cấp đầu là phát hiện. Không. Dạ. À, nó quay thấy bà già đang tôi thấy đang xào xào đó. Bà nói bà kể rồi này kia. Chị này lấy thuốc như thế nào anh? Một phần thuốc em. Chú khách. Dạ. Tại vì mà cũng chắc là hai này chắc tôi nghĩ là chắc hai này hai anh em quá tôi thấy khách với Nguyễn khách chắc là hai anh em quá. Mà thấy đúng là đúng không? Hai anh em đúng không? Tại em quay bây giờ cái chia ra hai mảng luôn là Phong bây giờ là quay ở ngoài còn em là em ở nhà có đề thuốc quay gia đình. Dạ rồi anh chị về khỏe nha, về có gì làm uống hợp thuốc sớm khỏi bệnh nha anh. Có gì anh nói cô uống cái chai đó xong cho em biết kết quả nha. Dạ cái chai nhỏ không? Dạ đúng rồi, uống cái chai nhỏ xong cho em biết kết quả là được rồi, coi giảm bao nhiêu phần trăm. Có người về cầm về uống xong tới chiều cái nhắn tin hoặc điện thoại lên liền luôn, làm giật mình. Lúc đó mình tưởng đâu là mắc vốn gì mà là điện thoại lên là giảm rồi. À, chú khách. Dạ này ngày 16 tháng 7 mới uống được phải không? Dạ đúng rồi. Dạ dạ con có ghi ngày nè, con có ghi ngày. Dạ có ghi ngày uống được á. Dạ 16 tháng 6 là với ngày 16 tháng 7 là uống. Còn cái này là ghi ngày Tây á nha. Ủa cái này của ai? Của anh nè. Đâu tên đâu? Nè. À, con ghi tên đàng hoàng chứ đâu khách. Con ghi tên rõ đàng hoàng chứ đâu mình đâu phải mình ngâm để mình buôn bán đâu, mình ngâm để dành. Cái cây đủ chở tôi sử dụng được thanh tôi chơi nguyên cái cây đó xuống rồi. Dạ. Cái đó nó cũng mấy cây nè. Nãy thấy chú ấy cái đó nhìn à. Đọt đi lá đi bông, mình thấy là thấy cái bông với đọt lá. Dạ. Vì cái này khi nào xuống nữa tôi cũng bẻ xem xuống nữa. Tại vì giờ bẻ nhiều quá sợ. Cái này mình uống hết thì có ngâm lại được không chú? Dạ không, cái đó mình phải bỏ mình làm lại cái hũ khác. Như 4 tháng phải không? Dạ đúng rồi, 4 tháng mình rót ra. Rồi chị là ở gần đây không? Vậy lúc này chị có làm đi làm gì không hay hai vợ chồng nhà không? Trời ơi, hai người bệnh ở nhà với nhau, còn có mình chị đi làm. Dạ. Bé bệnh khô khắp người, còn anh thì bị ba năm nay là không có kiếm gì được giúp đỡ chị. Dạ. Chị phải làm lăn lộn hết, để chị vô tình chị kiếm thuốc để chữa cho bé mà lúc nữa thấy chú làm. Dạ. Thì chú bảo cái bệnh này là đúng của chồng chị rồi, thì chị mới phải hỏi thăm đến đây. Chị là quê ở đâu? Chị quê ở Hưng Yên. Hưng Yên hả? Dạ. Đấy chị mới lấy cho anh khúc mà. À, lấy cho anh khúc để anh uống liền đi. Chị cái chứ anh ba năm nay là nước nước để kiếm bệnh chữa cho bé, thấy cái này mình thấy hay là đúng bệnh như chị. Dạ dạ. Chị cũng lấy về chị ngâm mà. Cái này là chiên đúng bên xương khớp thằng kinh tọ luôn á chị. Dạ trước ăn hoặc sau ăn đều được hết. Uống 15 ml. Dạ. Chị ấy quá thôi. Người nào góp thôi à, những người trước góp thôi không sao. Dạ nhớ tuần sau tới em nha, tuần sau chắc tuần 8 giờ đi.
Dạ. Chào. Rồi. Em ra em cô hả? Ông Nguyễn Khánh Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên Sở Y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ đó ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á, thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi, cứ liên hệ số điện thoại của Khánh, thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi Phong thôi đó. Thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều, và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp á, thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình